Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Ngày hôm nay thì Nhật An sẽ cùng giới thiệu quý vị một cái vấn đề liên quan đến kiến trúc và xây dựng nhà ở. Phải nói là tất cả những khâu từ cái việc mà chúng ta thiết kế đến khi mà chúng ta thi công căn nhà thì bất kỳ một cái khâu nào nó cũng quan trọng, đúng không nào? Khi mà quý vị bắt tay vào thi công căn nhà, chúng ta sẽ phải lo nghĩ đến phần móng nè, rồi xây dựng xung quanh như thế nào. Và đến một cái bước mà quan trọng để mà quyết định vẻ đẹp của công trình, đó chính là sơn. Vậy thì cái việc sơn nhà thì luôn luôn sẽ được nhiều quý vị quan tâm. Và sơn thì quý vị biết rồi ha, sẽ có hai khu vực chính trong căn nhà mà chúng ta phải để ý đến. Thứ nhất là ngoại thất bên ngoài và một cái là nội thất ở bên trong. Vậy thì giữa sơn ngoại thất và sơn nội thất nó sẽ phân biệt như thế nào và có sự khác nhau như thế nào? Hãy cùng Nhật An tìm hiểu ngày hôm nay, đó chính là phân biệt giữa sơn ngoại thất và nội thất nhé. Tôi đã sử dụng Mắt Hôn và rất hài lòng về thiết kế thi công của Mắt Hôn. Phải nói là thiết kế thi công Mắt Hôn đẳng cấp vượt trội. Mắt Hôn, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mắt Hôn đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mắt Hôn luôn lên tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mắt Hôn là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mắt Hôn, đơn vị duy nhất tại Việt Nam có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mắt Hôn đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mắt Hôn dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mắt Hôn qua số hotline 0964458888 hoặc 0828133333. Mắt Hôn, giá trị tạo nên thương hiệu. Và trước khi mà chúng ta đến với hai loại sơn này thì có lẽ là An cũng điểm sơ một số thông tin cơ bản về Mắt Hôn trước nhé. Mắt Hôn là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói nhà ở trên khắp tỉnh thành đất nước Việt Nam. Và kênh YouTube chúng tôi sẽ giới thiệu rất nhiều những mẫu nhà để quý vị có thể lựa chọn. Biết đâu có thể có một mẫu nhà mình yêu thích, đúng không nào? Và bên cạnh những mẫu nhà thì ví dụ ngày hôm nay em sẽ bàn về chủ đề sơn, rồi có những ngày em sẽ nói về móng hoặc là nhiều chủ đề khác để có thể giới thiệu đến quý vị liên quan đến kiến trúc và xây dựng nhà ở. Và nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công thì đừng ngại liên hệ ngay số hotline, bởi vì hiện tại chúng tôi đang chạy chương trình khuyến mãi, đó chính là hoàn trả 100% phí thiết kế khi thi công trọn gói nhé. Trở lại với cái việc phân biệt ngày hôm nay thì đầu tiên An sẽ giới thiệu quý vị từng loại sơn một để ta xem là nó có cái sự gọi là về thành phần hoặc là về công dụng thì có gì khác nhau. Đầu tiên ta sẽ tìm hiểu về sơn nội thất. Sơn nội thất là dòng sơn được sản xuất dành riêng cho bề mặt tường trong nhà với công dụng giúp bảo vệ các kết cấu bên trong công trình và tạo tính thẩm mỹ cho ngôi nhà. Sơn nội thất thường chủ yếu thiên về thẩm mỹ nên có đặc tính nổi bật là độ mịn bóng cao và bền màu theo thời gian. Tường trong nhà thì ít chịu tác động của những yếu tố khắc nghiệt của thời tiết như là mưa nắng, bụi bẩn. Vì vậy, màng sơn trong nhà cũng sẽ ít bị ăn mòn và ảnh hưởng như tường nhà ngoài trời. Chính vì vậy, khả năng chống rêu mốc, nắm mốc cũng sẽ không cao như của sơn ngoại thất. Tuy nhiên, tường trong nhà lại thường bị làm bẩn bởi dầu mỡ, màu vẽ, v.v. nên tính năng chống bám bẩn được nhà sản xuất đầu tư hơn để chúng ta có thể dễ dàng lau chùi. Một sự khác biệt giữa sơn nội thất và ngoại thất chính là quy trình sản xuất, công đoạn, thành phần và các bước thi công hoàn toàn khác nhau. Vì thế, quý vị cần lưu ý khi sử dụng loại sơn này. Và quả thật thì với sơn nội thất thì đúng cái tên gọi nó là nó sẽ ở trong nhà, mà trong nhà thì quý vị biết rồi ha. Nó là cái không gian mà chúng ta sẽ trang trí nó đẹp, cho nên là nó sẽ có cái độ mịn cao, cũng như là bởi vì chúng ta không có phải lo ngại yếu tố thời tiết, mưa gió như thế nào đó, cho nên là sơn bên trong thì cũng đương nhiên những cái đặc tính mà chống, nắm mốc hay gì thì không cần phải xài đến rồi. Cho nên là với sơn nội thất thì đặc trưng của nó sẽ là có độ mịn bóng cao và bền màu trong thời gian nhé. Đó là về sơn nội thất. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cái loại sơn đối lập, đó chính là sơn ngoại thất. Sơn ngoại thất, còn được gọi là sơn ngoài trời, là loại sơn được sử dụng cho các bức tường bên ngoài công trình với công dụng giúp nâng cao tính thẩm mỹ, bảo vệ công trình khỏi các điều kiện khắc nghiệt như là nắng, mưa, bão, gió, nắm mốc, từ đó giúp gia tăng tuổi thọ cho ngôi nhà. Một số ưu điểm nổi bật của sơn ngoại thất là gì? Thứ nhất là khả năng chống thấm, bụi bẩn và mốc tróc hiệu quả. Thứ hai là ngăn chặn được sự phát triển của nấm mốc, nấm tường hoặc trong rêu. Thứ ba là chịu được tác động khắc nghiệt của thời tiết. Thứ tư là bền màu, màng sơn cứng giúp nâng cao tuổi thọ cho ngôi nhà. Thứ năm là có khả năng cách nhiệt, chống tia UV hiệu quả. Sơn ngoại thất tốt
nhất định phải có những đặc điểm trên thì công trình mới bền bỉ theo thời gian và đảm bảo được tính thẩm mỹ. Và để nhận biết sơn ngoại thất hay nội thất thì cách rất đơn giản, quý vị, là chúng ta có thể xem trên bao bì nhãn mác của sản phẩm. Vì hiện nay thị trường hầu hết các loại sản phẩm đều ghi rõ là sơn nội thất hay ngoại thất. Ngoài ra quý vị cũng cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Và rõ ràng nếu mà ngoại thất bên ngoài thì như em nói đó là cái nơi mà chúng ta sẽ phải đón chịu rất là nhiều những cái điều kiện thời tiết khác nhau, lúc nắng, lúc mưa, lúc bão, lúc gió, chưa kể là sự tấn công của nấm mốc rồi nhiều cái điều kiện khác. Cho nên là cái việc mà chúng ta phải chọn cái dòng sơn nó thật sự là tốt, cũng như là nó có những cái tính năng tốt để bảo vệ cái vẻ đẹp ngôi nhà chúng ta từ phía bên ngoài là cái chuyện rất là cần thiết luôn quý vị ha. Cho nên là sơn ngoại thất ở đây quý vị thấy là có khả năng chống thấm nè, bụi bẩn, bong tróc nè, ngăn sự phát triển của nấm mốc nè, rồi chịu được tác động thời tiết, rồi khả năng cách nhiệt chống tia UV, thì đây đều là những cái tiêu chuẩn mà gần như là chúng ta luôn luôn phải đảm bảo cho những cái sơn ngoại thất ở bên ngoài. Nó yêu cầu cao hơn rất nhiều so với sơn nội thất ở bên trong, đúng không nè? Cho nên là quý vị sẽ biết là khi mà chúng ta đầu tư ở đặc biệt là công trình mà ngoại thất ở bên ngoài thì chọn cái việc sơn như thế nào cũng phải là chúng ta thật sự là để tâm vào, cũng như là phải sẵn sàng là đầu tư một chút xíu. Bởi vì công tâm mà nói thì sơn ngoại thất nó sẽ giá thành cao hơn so với nội thất. Tuy nhiên bởi vì nó quá nhiều những cái tính năng cần phải có, cho nên là cái việc đó là hoàn toàn có thể hiểu được nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với mục số 3. Đó chính là một câu hỏi đặt ra em nghĩ cũng nhiều người thắc mắc, đó là có nên sử dụng sơn ngoại thất vào nội thất không, hoặc là có nên sử dụng sơn nội thất vào ngoại thất hay không. Vậy thì câu hỏi này sẽ trả lời như thế nào, hãy cùng em tìm hiểu nhé. Và để giải đáp cho câu hỏi đó chính là có nên sử dụng sơn ngoại thất vào nội thất hay không, thì đầu tiên thì chúng ta phải nói là có sử dụng được hay không trước đã. Thì rõ ràng với những tính năng ưu việt của sơn ngoại thất thì chúng ta hoàn toàn có thể là sử dụng cho nội thất ở bên trong. Tuy nhiên có cần thiết hay không, bởi vì em phải phân tích ra, đó là nói gì thì nói thì sơn ngoại thất bởi vì nó quá nhiều tính năng cho nên chắc chắn là giá thành của sơn ngoại thất nó sẽ cao hơn khá là nhiều so với sơn nội thất. Vậy thì nếu mà chúng ta sử dụng ở bên trong thì đó cũng sẽ gọi là một cái điều mà nó không cần thiết, đúng không nào? Nó sẽ gây độn cái cao cái chi phí tiền sơn của chúng ta lên. Và chưa kể là cái tính năng dù là nó ưu việt nhưng mà ở bên trong chúng ta không cần, ví dụ là chống tia UV hoặc là chống nấm mốc hay vân vân, thì những cái điều đó ở bên trong nội thất chúng ta không cần thì nó lại dư và nó sẽ gây lãng phí cho ngôi nhà của mình. Vậy thì sử dụng thì được nhưng mà em nghĩ là cũng không nên, bởi vì nếu mà sử dụng như vậy thì nó sẽ gọi là độn cái chi phí của ngôi nhà mình rất là cao. Ở một cái trường hợp ngược lại, đó chính là có nên sử dụng sơn nội thất cho ngoại thất hay không, thì cái điều này ngay từ đầu là em phải nói là không quý vị nha, tuyệt đối là chúng ta không nên. Bởi vì sao? Bởi vì sơn nội thất ở bên trong nó không có những cái tính năng, ví dụ là như em nói là chúng ta là chống tia UV hoặc là chống bong tróc, không thể nào mà tác động những cái điều kiện thời tiết ở bên ngoài sẽ ảnh hưởng rất là nặng. Cho nên nếu chúng ta sử dụng sơn nội thất ở bên ngoài ngoại thất thì chắc chắn là cái tường ta không thể được bảo vệ kỹ lưỡng và có thể gây nên hiện tượng ví dụ là phấn hóa, bong tróc, rồi chúng ta lại phải tốn cái chi phí để sửa chữa, thì cái việc đó là không bao giờ nên. Cho nên là với những cái tìm hiểu thì em nghĩ rằng người ta nói là cái gì nồi nào thì úp vùng nấy, đúng không nè? Cho nên là nếu mà chúng ta đang muốn sơn cho ngoại thất thì hãy đầu tư một cái thùng sơn ngoại thất chất lượng. Còn ngược lại nếu đã sơn nội thất thì chỉ lựa chọn nội thất thì nó vẫn là phù hợp nhất nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với mục số 4, đó là kinh nghiệm lựa chọn sơn nội thất và ngoại thất. Để lựa chọn được những loại sơn nội thất, ngoại thất phù hợp, quý vị có thể dựa vào các yếu tố sau. Thứ nhất, đó chính là tính an toàn. Một trong những yếu tố quan trọng đầu tiên khách hàng cần lưu ý là quý vị nên tìm hiểu kỹ thành phần, thương hiệu, nơi sản xuất, giấy tờ, tem nhãn, chứng nhận và công dụng. Quý vị phải chắc chắn rằng dòng sơn mình lựa chọn không chứa các chất độc hại như thủy ngân, chì, v.v. Việc sử dụng sơn không chỉ giúp ngôi nhà trở nên đẹp mắt và an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng, thân thiện với môi trường. Em nghĩ đây là cái yêu cầu rất là cơ bản luôn và chắc chắn đảm bảo, không phải là trong việc sơn không đâu quý vị ha, mà các vật dụng nội thất hoặc là những cái món đồ chúng ta sử dụng hàng ngày thì cũng phải luôn đảm bảo cái tính an toàn. Bởi vì đẹp không mà nó lại mang những cái chất không tốt cho sức khỏe của mình thì cũng không thể nào mà chúng ta lựa chọn, đúng không nào? Cho nên tính an toàn chúng ta phải đặt lên đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ đến tiêu chí thứ hai, đó chính là giá thành. Quý vị nên tránh mua những sản phẩm có giá thành rẻ và xuất xứ không rõ ràng, bởi sản phẩm này sẽ có chất lượng kém, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến công trình không đảm bảo chất lượng. Vì vậy hãy lựa chọn loại sơn có giá phù hợp với khả năng kinh tế để đảm bảo chất lượng.
cái điều này thật sự là cái điều mà An phải nói là người ta hay có cái câu là tiền nào của nấy. Khi mà chúng ta lựa chọn một cái loại mà chúng ta chỉ tập trung vào cái giá thành rẻ thôi thì làm sao mà nó có thể đảm bảo được cho quý vị về cả về sự an toàn rồi bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe rồi cả thẩm mỹ, nó không thể có được quý vị. Bởi vì khi giá thành nó rẻ thì chắc chắn là những cái thành phần ở trong đó nó sẽ phải bớt đi hoặc như thế nào đó thì nó mới rẻ được. Thì nó sẽ không đảm bảo được chất lượng cho công trình của mình. Không ai muốn sơn một ngôi nhà xong mới có một năm hay gì đó mà nó đã xuống cấp. Cho nên là thà là mình đầu tư luôn, mình đầu tư ngay từ đầu nó hơi cao một chút xíu, nhưng mà cũng phải dựa trên khả năng tài chính nhé. Lựa chọn cái dòng từ tiêu chuẩn trở lên thì nó vẫn ổn nhất cho ngôi nhà của mình nhé. Và tiêu chí thứ ba đó chính là về thương hiệu uy tín. Hãy cùng Nhật An tìm hiểu về tiêu chí này nhé. Và tiêu chí thứ ba đó chính là liên quan đến những thương hiệu uy tín. Thì chắc chắn rồi quý vị, không chỉ là sơn đâu mà em nghĩ là tất cả những cái vật đồ khác ở trong cuộc sống của chúng ta, thì khi mà quý vị lựa chọn thì phải cân nhắc đến cái thương hiệu uy tín để mà chắc chắn là về cái sản phẩm rồi cũng như là bảo hành này ha, rồi cũng như chất lượng sử dụng nó sẽ cao hơn. Ví dụ một cái loại sơn mà chúng ta cần lựa chọn thì phải có độ co giãn tốt, phải chống thấm nè, chống bẩn nè ha, rồi có độ mịn cao nữa, thì chắc chắn là cái dòng sơn đó thì chúng ta mới sử dụng lâu dài được. Cho nên là quý vị nên lựa chọn những cái dòng gọi là có thương hiệu rõ ràng, chứ không phải là chọn những cái dòng trôi nổi trên thị trường không rõ xuất xứ nhé. Và hiện tại thì Nhật An đã có mặt đây là showroom của Mac Home ở 162-164 đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và như quý vị có thể thấy là bên cạnh Nhật An đã có rất là nhiều cái thùng sơn, những cái mẫu sơn của Mac Home của chúng tôi. Và ở đây thì chúng tôi sẽ có những cái dòng như sau. An sẽ giới thiệu cho quý vị ngay. Ví dụ ở đây là cái dòng là MH12, thì đây sẽ là dòng sơn ngoại thất bóng cao cấp. Thì đây là cái thục sơn dành riêng cho những cái công trình mà chúng ta sẽ sơn ở bên ngoài quý vị ha. Rồi ví dụ qua bên này thì đây cũng là cái dòng sơn MH12 nhưng mà cái thùng lớn hơn quý vị ha. Và em sẽ đọc cho quý vị về mô tả sản phẩm. Thì sơn ngoại thất cao cấp là loại sơn trang trí gốc nước cho màn sơn bóng lộng lẫy, được sử dụng để hoàn thiện bề mặt ngoại thất các công trình phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa, bề mặt láng bóng, chống bám bẩn, độ bám dính cao, chống rêu mốc, cách nhiệt hiệu quả, được sử dụng đạt hiệu quả cao cho việc trang trí. Và có thể thấy như em nói thì từ đầu quý vị có thể thấy tức là khi mà chúng ta sử dụng sơn ngoại thất ngoài trời thì phải có những cái tính năng đặc biệt là chúng ta đó, như là phải chống nấm mốc nè, rồi chống chọi các điều kiện thời tiết nắng mưa gió bão thất thường ha, thì sơn ngoại thất của Mac Home sẽ đảm bảo được những điều đó cho quý vị. Còn về nội thất thì sao? Nội thất thì chúng ta di chuyển ở phía bên này một chút xíu thì quý vị sẽ thấy ở đây sẽ có một số dòng sơn nội thất. Em ví dụ ở đây sẽ là cái dòng MH08, thì đây là sơn nội thất bóng cao cấp. Còn ở phía bên này thì là MH10, thì đây sẽ là sơn nội thất siêu trắng, trắng trần. Tức là cái dòng sơn nội thất này nó chuyên dùng cho cái phần trần bên trên. Đó, cho nên mỗi dòng sơn nó sẽ có một đặc tính khác nhau. Ở bên này thì sẽ là một cái dòng nữa là MH02, là sơn lót kháng kiềm nội thất nano siêu cao cấp. Thì đây sẽ là dòng sơn lót. Rồi nói chung là mỗi cái loại sơn ở đây nó sẽ đảm bảo cho một cái tính năng khác nhau. Và với nội thất ở bên trong thì cũng tùy theo là cái khu vực quý vị muốn sơn nó như thế nào. Ví dụ là sơn trần thì chắc chắn có những cái yêu cầu khác. Rồi ví dụ nha, nếu mà chúng ta sơn ở trong nhà tắm chẳng hạn, thì cái trần nhà tắm quý vị cũng phải đảm bảo được những cái yếu tố, ví dụ là chống thấm, chống nước. Thì đó cũng là những cái yêu cầu mà mỗi cái dòng sơn nó sẽ đòi hỏi cái điều khác nhau. Thì trong quá trình mà chúng tôi thiết kế và thi công cho quý vị thì chắc chắn là cũng sẽ tư vấn cho quý vị là chúng ta nên lựa chọn cái dòng sơn nào cho phù hợp. Và với rất là nhiều những dòng sơn Mac Home ở đây thì quý vị hoàn toàn có thể yên tâm về màu sắc này ha, nó sẽ gần như là tương đương với những bản vẽ 3D, cũng như là về chất lượng thì chúng tôi cũng sẽ có giấy tờ kiểm định cho quý vị, cũng như là có bảo hành. Cho nên là nếu đã xây nhà Mac Home thì tại sao lại không chọn sơn Mac Home, đúng không nào? Và ngày hôm nay thì Nhật An vừa chia sẻ quý vị về chuyên đề, đó chính là phân biệt giữa sơn nội thất và ngoại thất. Hy vọng rằng đây là chủ đề quý vị cũng quan tâm. Và nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói, đừng ngần ngại liên hệ ngay với Mac Home ở số hotline 0964458888 hoặc 0821333333 để được hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn nếu như quý vị có nhu cầu lựa chọn sơn Mac Home, hoặc là quý vị có nhu cầu tham quan showroom của Mac Home, thì cũng đừng ngần ngại hãy đến ngay 162-164 đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh để tham quan showroom của miền Nam chúng tôi. Còn bây giờ thì Nhật An xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Sơn Mac Home với công nghệ hiện đại từ châu Âu bảo vệ dưới mọi điều kiện thời tiết, chống thấm vượt trội,
chống bám bụi linh hoạt, chống nóng hiệu quả. Mảng sơn nano liên kết dẻo dai, chống nứt và bong chóc. Đăng ký ngay để trở thành đại lý, nhà phân phối để nhận được nhiều ưu đãi. Xây nhà Mark Home, chọn sơn Mark Home.